Xin chào các bạn. Như báo chí đã đưa tin thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ tới thăm Việt Nam trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên có vẻ hai chiếc siêu xe của ông Tập đã tới Hà Nội trước rồi. Và trong video này mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh đầu tiên về cặp siêu xe này trên đường phố Hà Nội. Và đây có lẽ chính là chiếc siêu xe sẽ được sử dụng bởi ông Tập Cận Bình trong các chuyến công du. Chiếc xe vẫn còn đang được che chắn rất kỹ bằng các lớp vải. Có tới hai chiếc xe giống hệt nhau. Dù được che chắn khá kỹ, nhưng nhiều khả năng hai chiếc xe này là loại Hồng Kỳ N701, loại siêu xe do Trung Quốc tự sản xuất dành cho các nguyên thủ quốc gia của nước này. Hai chiếc siêu xe được che vải đen đã xuất hiện ở giữa đội hình cảnh sát hộ tống và dẫn đoàn. Quy mô của đoàn hộ tống này có lẽ chỉ kém một chút so với đoàn của Mỹ. Bây giờ mời các bạn cùng xem lại một số hình ảnh quay chậm về hai chiếc siêu xe của ông Tập Cận Bình trên đường phố Hà Nội. Mình sẽ cố gắng gửi đến các bạn những hình ảnh rõ nét hơn về cặp siêu xe này sau khi chúng gỡ bỏ lớp vỏ che chắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.